Các bằng chứng khảo cổ chỉ ra rằng, từ thời đồ đá cũ hàng chục ngàn năm trước công nguyên, người tiền sử đã có mặt tại lãnh thổ Việt Nam. Nổi tiếng nhất là nền văn hóa hòa bình hơn 12 thiên niên kỷ trước, được giới học giả quốc tế công nhận rộng rãi. Thế nhưng, người tiền sử dần biến mất, hoặc có lẽ họ bị đồng hóa vào các nền văn minh mới nổi thời đồ sắt. Đó là văn hóa Đông Sơn và văn hóa Sa Huỳnh, những nền văn minh mới, có cấu trúc xã hội rõ ràng hơn. Từ đó, các dân tộc Việt Nam bắt đầu thành hình. Người Nam Đảo được coi là nhóm dân tạo nên nền văn minh lớn đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam trong thời đại đồ sắt, đó là văn hóa Sa Huỳnh. Nhóm ngôn ngữ Nam Đảo bao gồm 5 dân tộc được công nhận tại Việt Nam: người Chăm, Ede, Gia Rai, Raglai và người Churu. Nhóm dân tộc Nam Đảo tại Việt Nam chủ yếu sống tại vùng cao, nhưng quay ngược về quá khứ, tổ tiên của họ là những nhà hàng hải cự phách bậc nhất thế giới. Người Nam Đảo thống trị vùng biển Thái Bình Dương cũng như Ấn Độ Dương, chiếm lĩnh tất cả các quần đảo từ châu Úc đến châu Mỹ và Madagascar ở châu Phi. Từ một nhóm nhỏ cư dân thời cổ đại, đến nay tổng dân số Nam Đảo đã phát triển lên tới 400 triệu người. Tuy nhiên, người nói ngữ hệ Nam Đảo tại Việt Nam chỉ chiếm 0,3% trong số đó, tức là khoảng 1,2 triệu người. Người Nam Đảo từ Borneo tới miền Trung Việt Nam và tạo nên văn hóa Sa Huỳnh khoảng năm 1000 trước công nguyên, sớm hơn 2 thế kỷ so với văn hóa Đông Sơn của người Việt cổ. Các địa điểm văn hóa Sa Huỳnh rất phong phú đồ sắt, trong khi văn hóa Đông Sơn chủ yếu vẫn là đồ đồng. Cuối thế kỷ thứ 2, Vương quốc Lâm Ấp thành lập tại khu vực Thừa Thiên Huế ngày nay. Nó được coi là giai đoạn khởi đầu cho lịch sử Champa độc lập. Lúc này, người Chăm đã tiếp thu các yếu tố văn hóa tôn giáo và chính trị của Ấn Độ. Lịch sử Champa từng đối đầu với tất cả các thế lực láng giềng như đế quốc Angkor, Đại Việt, đến những đế chế hùng mạnh xa xôi như Mông Cổ hay Srivijaya. Thế kỷ thứ 8, Champa nổi lên là một thế lực thương mại hàng hải trong khu vực. Có lẽ vì thế, nó đã bị liên minh Srivijaya tấn công vào các năm 774 và 787. Đối với Đại Việt, trận đụng độ lớn giữa hai quốc gia xảy ra lần đầu năm 982, dưới thời Lê Đại Hành. Sau đó là hàng loạt cuộc chiến suốt nhiều thế kỷ. Đại Việt giành chiến thắng nhiều hơn nhưng không phải không có thất bại. Từ đầu những năm 1000 nhà Lý đã coi Chiêm Thành như nước chư hầu. Nhưng thực tế sức mạnh Đại Việt chưa thể áp đảo hoàn toàn Champa. Ngay cả khi Lý Thường Kiệt đích thân cầm quân năm 1075 cũng không thắng nổi Chiêm Thành. Người Champa vẫn ăn miếng trả miếng với Đại Việt, thậm chí là cả đế quốc Angkor. Vào năm 1177, Panduranga, một trong 5 tiểu quốc thuộc Champa, đã tấn công phá hủy kinh đô đế chế Angkor hùng mạnh sau trận thủy chiến kinh hoàng trên biển hồ Tonle Sap. Trận chiến chỉ gây tác động xấu nhất thời cho Angkor, nhưng lại khơi mào cho giai đoạn lụi tàn của nó. Mối họa xâm lăng từ Nguyên Mông cuối thế kỷ 13 đã đẩy hai nhà nước Việt Chăm xích lại gần nhau hơn. Năm 1306, nhà Trần còn gả Huyền Trân công chúa cho vua Chiêm là Chế Mân nhằm củng cố khối liên minh chống quân Nguyên. Thế nhưng ngay khi Chế Mân vừa qua đời, nhà Trần và Champa tiếp tục lún sâu vào xung đột. Đặc biệt khi Chế Bổng Nga lên ngôi năm 1360, chiến tranh giữa hai nước khốc liệt hơn bao giờ hết. Dưới sự dẫn dắt của vị anh hùng Chế Bổng Nga, Champa đã 5 lần bắc tiến và 4 lần vào tận thành Thăng Long như trốn không người. Chế Bổng Nga được coi là nhân tố chính đặt dấu chấm hết cho nhà Trần. Khi ông qua đời vào năm 1390, Chiêm Thành không còn giữ được ưu thế trước Đại Việt nữa. Những cuộc xung đột sau đó khiến đất đai Champa ngày càng bị thu hẹp. Năm 1471, vua Lê Thánh Tông tấn công phá hủy thành Đồ Bàn và chia nhỏ vùng đất Champa thành 3 tiểu quốc phiên thuộc Đại Việt là Hoa Anh, Nam Bàn và Panduranga. Nhiều người Chăm phải chạy tới tị nạn tại Vương quốc Malacca, một số quý tộc trong số đó được bổ nhiệm vào các vị trí chính thức trong triều đình Mã Lai. Người Chăm có lẽ đã góp phần vào sự kết hợp chủng tộc và văn hóa trên bán đảo, cũng như ghi dấu ấn bằng các địa danh gắn với tên gọi Champa ở Malaysia ngày nay. Cuộc nam tiến của nhà Lê cũng tạo ra các làn sóng người Champa đồng bằng ven biển liên tục chuyển cư lên vùng Bình Nguyên hỗn dung với cộng đồng Rang Đê. Rang Đê vốn cũng là một nhóm dân Nam Đảo định cư và chạy nạn sâu nhất vào trong lục địa do tác động bởi các cuộc chiến trước đó. Những làn sóng di dân mới khiến Rang Đê phân tách thành hai nhánh Ede và Gia Rai như ngày nay. Năm 1693, Panduranga trở thành lãnh thổ nội thuộc đàng trong thời chúa Nguyễn Phúc Chu, dưới tên Thuận Thành Trấn. Cuối cùng vua Minh Mạng nhà Nguyễn đã xóa bỏ chế độ tự trị. Vương quốc Champa không còn trên bản đồ kể từ năm 1832. Lúc này chỉ còn tiểu quốc cuối cùng của người Nam Đảo với tên gọi Nam Bàn, tồn tại cho đến khi người Pháp thâu tóm Đông Dương. Ngày nay, nhóm dân tộc Nam Đảo tại Việt Nam có khoảng 1,2 triệu người. Đông đảo nhất là dân tộc Gia Rai, Ede, tiếp theo là dân tộc Raglai và Churu. Riêng người Chăm, bởi tác động từ cuộc chiến trong thế kỷ 15, nên dân số của họ tại Campuchia đông hơn ở Việt Nam.
lần lượt là 250.000 so với 180.000. Những người nhóm dân tộc Nam đảo nổi tiếng tại Việt Nam thời hiện đại có thể kể đến nhạc sĩ Từ Công Phụng, ca sĩ Chế Linh, thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam Y Block Ki Ban, nghệ sĩ Y Hoan, cầu thủ Dũng Quang Nho, hoa hậu Hờ Hen Nie và nhiều người khác đóng góp trong mọi lĩnh vực đời sống hiện nay. Trong các nhóm dân tộc được phân loại tại Việt Nam, nhóm Môn Khmer là đa dạng nhất với 21 dân tộc, tổng dân số của họ khoảng 2.900.000, trong đó người Khmer chiếm gần một nửa với 1.300.000 người. Người Khmer có mặt ở Đông Nam Á lục địa ít nhất là 2.000 năm trước công nguyên, sớm hơn một thiên niên kỷ so với người Chăm và gần 3.000 năm trước khi người Thái thiết lập vương triều Siêm La đầu tiên. Người Khmer được cho là có chung tổ tiên với người Môn, quê hương ban đầu của họ ở khoảng Đông Bắc Ấn Độ và Vân Nam. Xuôi theo dòng Mekong họ dần di chuyển về phía Nam. Khi vào Đông Nam Á, người Môn định cư xa hơn về phía Tây, còn người Khmer dần chiếm lĩnh trung tâm bán đảo Đông Dương. Người Môn và Khmer nằm trong vùng ảnh hưởng của Đại Ấn Độ, vốn bao trùm toàn bộ Đông Nam Á, ngoại trừ lãnh thổ của người Việt. Tuy nhiên, cũng như những sắc tộc Đông Nam Á khác, người Môn Khmer được phân loại thuộc Đại Chủng Á và không có liên hệ di chuyển gì mấy với người Ấn Độ. Từ đầu công nguyên, một quốc gia cổ của người Khmer đã xuất hiện với tên gọi Phù Nam, phát triển từ khu trung tâm là đồng bằng sông Cửu Long. Xã hội Phù Nam được cấu thành chủ yếu bởi người Môn và Khmer, cùng với đó là một số cư dân từ Đông Nam Á hải đảo. Phù Nam được ghi nhận là nền văn hóa Hindu lâu đời nhất ở khu vực. Một số học giả khẳng định rằng, những vị vua đầu tiên của vương quốc này xuất thân từ giới quý tộc Ấn Độ. Phù Nam bị thay thế bởi vương quốc khác của người Khmer là Chân Lạp vào giữa thế kỷ thứ 6. Nhà nước Chân Lạp tồn tại trong hơn 2 thế kỷ, cho đến khi nó bị Srivijaya xâm chiếm và chia tách thành các tiểu quốc nhỏ. Khoảng đầu thế kỷ thứ 9, khi Srivijaya suy yếu, một quý tộc Chân Lạp là Jaya Varman II đã trở về, tập hợp lực lượng đánh bại các tiểu quốc khác, mở rộng lãnh thổ của mình, đặt nền móng cho đế chế Angkor hùng mạnh nhất khu vực. Những kỳ quan tầm cỡ thế giới mà người Khmer xây dựng khiến bất cứ quốc gia Đông Nam Á nào cũng phải ghen tị. Angkor phát triển huy hoàng trong suốt 4 thế kỷ, cho đến khi vua Jaya Varman VII qua đời vào đầu thế kỷ 13. Đế quốc dần đánh mất sức mạnh, không còn đủ sức kiểm soát các vùng đất mà người Thái định cư ở miền Bắc Thái Lan và Lào. Những thế kỷ tiếp theo, lãnh thổ Khmer ngày càng bị thu hẹp bởi sự lớn mạnh không ngừng của người Xiêm và người Việt. Trong suốt lịch sử tồn tại, từ đầu công nguyên đến thời đế quốc Angkor, vùng đất này giao thoa mạnh mẽ với sắc dân Nam đảo láng giềng, cả về văn hóa lẫn nhân chủng. Vì lẽ đó ta sẽ không ngạc nhiên khi người Pháp thời thuộc địa đã phân loại người Khmer vùng cao thuộc về nguồn gốc Indonesia, bao gồm cả các dân tộc như Bana, Sơ Đăng, Cơ Ho, Hơ Rê, Stiêng, v.v. Trong khi nhóm dân tộc ngôn ngữ Nam đảo như Chăm, Ede Zarai được người Pháp coi là có nguồn gốc Malaysia. Tại Việt Nam, nhóm dân tộc Môn Khmer đa số thuộc hai nhóm ngôn ngữ quan hệ gần gũi với nhau. Thứ nhất là 1,3 triệu người nói tiếng Khmer, tập trung ở miền Tây Nam Bộ, gọi là người Khmer Krom. Thứ hai là hơn 1,2 triệu người thuộc ngữ Chi Bana, cùng với đó là một số ngữ Chi khác như ngữ Chi Cơ Tu có khoảng 220.000 người và Khơ Mú có khoảng 120.000 người. Các nhân vật nổi tiếng người Khmer Krom trong thời hiện đại có thể kể đến Sơn Ngọc Thành, người Khmer Krom quê ở Trà Vinh, hai lần làm Thủ tướng Campuchia và Cộng hòa Khmer trước năm 1975. Sơn Ngọc Minh, quê ở Trà Vinh, là Chủ tịch đầu tiên của Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer. Yeng Sari quê ở Trà Vinh là nhân vật quyền lực thứ ba của Khmer Đỏ sau Pol Pot và Nuon Chea. Các dân tộc Tây Nguyên thì có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Núp, ca sĩ Siêu Black, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Can Lịch, người Tà Ôi hoặc Vân Kiều, tu trưởng Nơ Trang Long và ông vua thuần hóa voi A Ma Công, người Mnông. Cùng xuất phát từ miền Nam sông Dương Tử, các dân tộc nói ngôn ngữ Thai Ca Đai cũng được giới sử gia coi là một bộ phận của Bách Việt. Cuối thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, dẫn đến làn sóng người Hán di cư xuống phía Nam. Cư dân Bách Việt dần bị đẩy khỏi đồng bằng sông Dương Tử. Thời gian này, tồn tại một liên minh bộ tộc ngữ hệ Thai Ca Đai gọi là Âu Việt và một liên minh các bộ tộc Lạc Việt. Theo truyền thuyết thì Thục Phán An Dương Vương đã hợp nhất Âu Việt Lạc Việt thành nhà nước Âu Lạc. Đây có lẽ là thời kỳ gắn bó nhất giữa sắc dân Thai Ca Đai và người Việt Mường Cổ. Bỏ qua những nghi vấn về truyền thuyết An Dương Vương thì chính sử vẫn ghi nhận một cuộc chiến quy mô mà nhà Tần nhắm vào dân Bách Việt cuối thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Tướng của Tần Thủy Hoàng là Triệu Đà chiếm đất Bách Việt và tạo dựng nước Nam Việt, nhanh chóng xâm chiếm, xóa sổ luôn Âu Lạc vào năm 179 trước công nguyên.
Người Bách Việt tại Bắc Bộ bắt đầu bước vào thời kỳ Bắc thuộc hơn 1.000 năm, còn người Thai Kadai bị phân rã thành nhiều nhánh. Thứ nhất là những cư dân ở lại Quảng Tây và Đông Bắc Việt Nam, ngày nay phát triển thành các dân tộc Tráng, Tày và Nùng. Thứ hai là nhóm người đi tiếp về Tây Bắc Việt Nam, ngày nay là các dân tộc Thái. Một nhóm đi xa hơn về phía Tây đến Đông Bắc Myanmar, tạo thành dân tộc San. Nhóm lớn nhất xuôi xuống châu thổ sông Mekong, sông Chao Phraya, hỗn dung với người Môn Khmer bản địa để tạo thành người Lào và người Thái Lan ngày nay. Tại miền Bắc Việt Nam, năm 1041, Nùng Chí Cao lãnh đạo các dân tộc Tráng, Tày, Nùng, lập ra nhà nước gọi là Đại Lịch, đối đầu với cả nhà Tống và nhà Lý. Lý Thái Tông sai tướng lên đánh dẹp và bắt sống, nhưng không giết, vẫn cho Nùng Chí Cao cai quản vùng này. Năm 1052, Nùng Chí Cao nổi dậy đánh cả sang đất Tống, Lý Thái Tông xin mang quân phối hợp với nhà Tống đánh Nùng Chí Cao. Nhưng vì lo sợ quân Việt kéo vào lưỡng Quảng, nên vua Tống từ chối. Phải đến 3 năm sau thì Nùng Chí Cao mới bị bắt và xử tử. Sau này người Tày, Nùng, Tráng đã lập miếu thờ và tôn ông là một anh hùng với danh xưng vua Nùng. Thời Lý cũng có nhiều vị danh tướng người Tày, Nùng sát cánh cùng người Việt đánh quân Tống như Tông Đản, thuộc tướng của Lý Thường Kiệt, hay Phỏ Mã Thân Cảnh Phúc góp phần trong chiến thắng ở phòng tuyến sông Như Nguyệt, hoặc thủ lĩnh Dương Tự Minh được nhà Lý truy phong là Uy Viễn Đôn tỉnh Cao Sơn Quảng Độ Chi Thần. Ở phía Tây Bắc, giữa thế kỷ 11, người Thái Đen thành lập ra tiểu quốc Ngưu Hống. Tiểu quốc này khi đó hoàn toàn thần phục Đại Việt. Theo sử sách ghi chép, thì Ngưu Hống đã triều cống nhà Lý lần đầu tiên vào năm 1067. Sau hai thế kỷ thần phục các triều đại người Việt, Ngưu Hống lại kết hợp với Ai Lao nổi dậy chống lại nhà Trần, nhưng nhanh chóng bị đánh bại vào năm 1280. Sứ Ngưu Hống bị đặt dưới quyền quản lý trực tiếp của quan quân nhà Trần. Năm 1337 dưới thời Trần Hiến Tông, Ngưu Hống lại nổi dậy lần nữa. Vua Trần cử tướng dẹp yên và sáp nhập luôn tiểu quốc này vào lãnh thổ Đại Việt, đổi tên thành Mường Lễ, giao cho họ Đèo người Thái Trắng cai quản. Người Thái Trắng cai quản vùng đất này trong 600 năm sau đó. Lãnh thổ này vẫn là một đơn vị hành chính của nhà Nguyễn, cho đến khi người Pháp tách xứ Thái, thành khu tự trị Thái vào năm 1948, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của dân địa phương chống lại Việt Minh. Trước đó một năm thì Pháp cũng thành lập xứ Nùng tại Đông Bắc, với cùng một mục đích. Khi người Pháp thất trận tại Đông Dương, khu tự trị xứ Nùng bị giải thể. Còn xứ Thái được chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chuyển thành khu tự trị Thái Mèo vào năm 1955, rồi đổi thành khu tự trị Tây Bắc vào năm 1962. Đến năm 1975 thì chia thành các đơn vị hành chính cấp tỉnh như ngày nay. Hiện nay, các dân tộc nói ngôn ngữ Thai Kadai tại Việt Nam được xếp thành hai nhóm. Thứ nhất là nhóm ngữ Chi Thai có 8 dân tộc với dân số hơn 5 triệu người. Thứ hai là nhóm ngữ Chi Kra gồm 4 dân tộc với 30.000 người. Ngữ Chi Thai bao gồm hai bộ phận chính, người Tày, Nùng, chung nhóm ngôn ngữ với người Tráng Trung Quốc, trong khi các dân tộc Thái chung nhóm ngôn ngữ với người Lào và Thái Lan ngày nay. Nhóm dân tộc Tày Thái tại Việt Nam có rất nhiều người nổi tiếng trong thế kỷ 20, đơn cử như nhà hoạt động cách mạng Hoàng Văn Thụ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thượng tướng Chu Văn Tấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Anh hùng Bế Văn Đàn và La Văn Cầu, Anh hùng Thiếu niên Kim Đồng, các Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Đàm Quang Trung, Vũ Lập và Bế Xuân Trường, các phó tư lệnh quân khu 2 gồm Thiếu tướng Cầm Xuân Ế và Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng. Cùng xuất phát từ nguồn gốc Bách Việt, nếu ta coi người Kinh là anh em ruột với người Mường, thì nhóm dân tộc Việt Mường và Tày Thái có thể coi như anh em con chú con bác. Các nghiên cứu về di truyền công bố gần đây góp phần củng cố vững chắc cho quan điểm này. Nhóm Việt Mường được phân loại thành 4 dân tộc nói ngữ Chi Việt thuộc ngữ hệ Nam Á, bao gồm người Kinh, Mường, Thổ và Chất. Cùng khoảng thời gian hình thành văn hóa sao huỳnh của dân Nam đảo, người Việt cổ cũng thâm nhập phía Bắc Việt Nam với nền văn hóa Đông Sơn. Thời kỳ văn hóa Đông Sơn, do sức ép từ người Hán, các dân tộc Bách Việt dần di cư về phía Nam và Tây Nam. Một số định cư ở đồng bằng và phát triển thành người Kinh, số khác lùi vào vùng sâu vùng xa, tạo nên các dân tộc còn lại. Nghiên cứu của Viện Hệ Gen Việt Nam phối hợp với Viện Nhân chủng và Tiến hóa Max Planck Đức và Đại học Lyon Pháp cho thấy mô hình di cư ở Đông Nam Á thời tiền sử gồm hai lớp. Thứ nhất là những người thượng cổ từ châu Phi tới cách đây 30.000 đến 60.000 năm, và thứ hai từ Đông Á ngược về cách đây 2.500 đến 4.000 năm. Năm 2019, một nghiên cứu về nhân chủng học dựa trên hình thái xương sọ cũng chỉ ra rằng người Việt hiện đại hình thành do dòng di cư từ 4.000 năm trước từ phía Nam sông Dương Tử. Nếu không có dòng di cư hàng ngàn năm trước chiếm đa số, thì người Việt hiện đại sẽ có đặc điểm nhân chủng giống với đặc điểm nhân chủng của thổ dân châu Úc ngày nay. Sự di cư của người Hán Hoa Bắc trong 1.000 năm Bắc thuộc là không nhiều. Gen người Việt hiện tại vẫn tách biệt so với gen người Hán Hoa Bắc khi so sánh các thành phần chính.
Từ thế kỷ 10 và 11, nhà nước người Việt dần thoát khỏi ách đô hộ phương Bắc, bước vào thời kỳ tự chủ. Sau cả nghìn năm gói gọn trong đồng bằng phía Bắc, từ thời Lý, người Việt bắt đầu dịch chuyển xuống phía Nam, mở rộng không gian sinh tồn. Tuy nhiên, Vương quốc Champa hùng mạnh vẫn dư sức kìm chân Đại Việt trong suốt 4 thế kỷ. Trải qua hàng loạt cuộc chiến khốc liệt với Chiêm Thành, đến giữa thế kỷ 15, vua Lê Thánh Tông tấn công phá hủy thành Đồ Bàn, khiến vương quốc này suy yếu nhanh chóng. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chín đời chúa Nguyễn tiếp tục thôn tính các tiểu quốc Champa còn sót lại, củng cố vững chắc chỗ đứng cho người Việt trên vùng đất mới, đồng thời mở rộng cương thổ xuống tận mũi Cà Mau. Lãnh thổ người Việt kiểm soát đạt đến cực đại dưới triều Minh Mạng, cho đến khi người Pháp nhảy vào và vẽ lại bản đồ Đông Dương. Dẫu vậy, số diện tích còn lại vẫn là một minh chứng cho sự thành công của họ trong suốt tiến trình mở rộng lãnh thổ đầy máu và nước mắt. Người Mường có quan hệ gần gũi và có cùng nguồn gốc với người Kinh trong một nhóm gọi là Việt Mường cổ. Vào thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc, một bộ phận cư trú ở miền núi, bảo tồn bản sắc của Âu Lạc và sau này trở thành người Mường. Bộ phận ở Trung Du và Đồng Bằng có sự hòa trộn với người phương Bắc về văn hóa, ngôn ngữ và nhân chủng thì thành người Kinh. Quá trình chia tách Mường Kinh, xác định theo ngôn ngữ học thì diễn ra bắt đầu từ thế kỷ thứ 7 thứ 8 và kết thúc vào thế kỷ 12, thời nhà Lý. Nói chung ngày nay, cả bốn dân tộc nói ngữ Chi Việt có thể hiểu nhau ở một mức độ nhất định, tùy từng vùng miền. Chúng ta thử nghe một số câu thoại tiếng Thổ và tiếng Mường sau đây. Mương Đôn Nàng là một cái mương ở lung lung tâm của xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi. Tỷ ma theo điều là ra soát nhà nghèo, nhà cận nghèo mới nhất. Tỷ lệ nhà nghèo của mương đã tăng đáng kế. Hàn Thầm với tìm hiểu thêm một cái vấn đề nữa là có biết là ở tìm mến thì thông thường tóc mò cùng mẹ hay là có biết là miếng phải mới sấy hay là miếng tư tóc. Theo điều tra chính thức năm 2019, nhóm ngữ Chi Việt có 83,6 triệu người, chiếm hơn 86% tổng dân số Việt Nam. Trong đó chủ yếu là người Kinh với 82 triệu, người Mường 1,45 triệu, người dân tộc Thổ và Chất chỉ có khoảng 100 ngàn. Không tính người Kinh thì một số người nổi tiếng thời hiện đại có thể kể đến. Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bùi Đình Phái và Bùi Minh Thứ. Các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh. Vận động viên Điền Kinh Quách Thị Lan và Quách Công Lịch. Thuộc ngữ hệ Miêu Dao ở Việt Nam, ngoài người Hơ Mông và người Dao, còn có người Pà Thèn. Tổng dân số của cả ba dân tộc là hơn 2,3 triệu người. Có một thời gian người ta cho rằng tổ tiên người Hơ Mông đến từ khu vực gần Bắc Cực. Niềm tin này xuất phát từ truyền thuyết dân tộc Hơ Mông kể về cha ông họ từng sống tại nơi có ánh sáng mặt trời trong nửa năm và bóng tối trong nửa năm. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã phản bác giả thuyết này. Bằng chứng cho thấy quê hương xa nhất của họ là ở phía Bắc Trung Quốc, phù hợp với các nghiên cứu di truyền học. Theo đó, người Hơ Mông là một nhánh của người Miêu, họ mới di cư từ Trung Quốc vào Đông Nam Á lục địa vài thế kỷ trước. Thời sơ sử. Trong huyền sử Trung Hoa, có ba thế lực chính được dẫn dắt bởi ba vị tổ là Viêm Đế, Hoàng Đế và Sivu. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng Sivu là thủ lĩnh bộ lạc Cửu Lý, tiền thân của dân tộc Miêu. Theo sử ký Tư Mã Thiên, vào thế kỷ 26 trước công nguyên, liên minh Hoàng Đế Viêm Đế đã đụng độ với Sivu trong trận Trác Lập, khu vực giáp danh Hà Bắc và Sơn Tây ngày nay. Bộ tộc của Sivu đã bị đánh bại và ông bị giết chết ở Hà Bắc. Sau trận chiến, Hoàng Đế đóng đô ở Trác Lập, thành lập liên minh nông nghiệp mà sau này gọi là nền văn minh Hoa Hạ, sẽ phát triển thành quốc gia người Hán Trung Quốc. Trong khi đó, phần lớn các bộ lạc người Miêu dần di cư khỏi phương Bắc và thành lập Vương quốc Tam Miêu. Họ sống chủ yếu ở phía nam sông Dương Tử, nhưng theo thời gian, tiếp tục bị người Hán đẩy lui xa hơn nữa về phía nam. Suốt cả nghìn năm sau đó, người Miêu không hề được đề cập đến trong sử liệu Trung Hoa cho đến tận thời nhà Đường. Đó là vào thế kỷ thứ 8, một bộ phận người Miêu kết hợp cùng ba sắc dân khác thành lập Vương quốc Nam Chiếu ở khu vực Vân Nam ngày nay. Vương quốc này nhiều lần đụng độ với quân đội nhà Đường cho đến khi nó bị thay thế bởi Vương quốc Đại Lý vào thế kỷ 10. Sau thời Mông Cổ xâm lược, đến thời nhà Minh thì người Miêu tiếp tục nổi dậy chống đối chính quyền trung ương. Tuy nhiên, dữ dội hơn cả là dưới thời nhà Thanh, từ đầu thế kỷ 18 đến cuối thế kỷ 19. Ít nhất có 3 cuộc khởi nghĩa lớn chống lại sự đồng hóa và áp bức của triều đình Mãn Thanh. Lớn nhất là cuộc nổi dậy từ năm 1854 đến năm 1873. Sau khi dập tắt cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc của người Hán cùng thời gian, nhà Thanh nhanh chóng điều động một lực lượng lớn đối phó người Miêu. Các học giả Trung Quốc cho rằng chỉ còn 30% người Miêu ở lại quê hương của họ sau thất bại dưới tay triều đình Mãn Thanh. Nhánh người Hơ Mông còn lại đã ồ ạt di cư sang Lào và Việt Nam, cũng như các nước Đông Nam Á khác.
Trong những năm 1940, người Pháp lợi dụng sự ủng hộ từ các dân tộc thiểu số vùng cao để chống lại Việt Minh. Vì thế họ lập ra khu tự trị ở Tây Bắc, tập hợp nhiều sắc dân bao gồm cả người Hơ Mông, đặt dưới sự cai quản của thủ lĩnh người Thái Trắng. Thế nhưng, vùng cao Đông Bắc vẫn do các lãnh chúa người Hơ Mông hay còn gọi là Vu Mèo cai quản và không ngả theo phe phái nào. Vua Hơ Mông nổi tiếng nhất thời này là Vương Chính Đức cai quản khu vực rộng lớn với 7 vạn dân. Về sau, con trai ông là Vương Chí Sình đã tham gia chính quyền cách mạng với tư cách là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 1 và khóa 2, đồng thời giữ chức chủ tịch huyện Đồng Văn. Trong chiến tranh Việt Nam, một tướng người Hơ Mông là Vàng Pao được Mỹ nâng đỡ để chỉ huy quân khu 2 ở miền Bắc nước Lào chống lại các lực lượng cộng sản. Trong cuộc chiến bí mật này, CIA đã đào tạo một lực lượng lớn người Hơ Mông tham chiến. Phía ngược lại, Pathet Lào cũng tuyển dụng số lượng tương đương người Hơ Mông về phe mình. Sau chiến tranh, người Hơ Mông theo Vàng Pao lo sợ sự trả thù từ Pathet Lào vì hợp tác với CIA, cho nên hơn một nửa dân số Hơ Mông đã rời bỏ đất nước Triệu Voi. Phần lớn họ di cư đến Mỹ, cùng một vài nước châu Âu và Úc. Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, năm 2019, người gốc Hơ Mông tại đây là khoảng 327.000 người, biến Mỹ thành quốc gia có cộng đồng người Hơ Mông lớn thứ tư trên thế giới. Có ít nhất 2 người Hơ Mông đã được bầu vào các chức vụ cao ở Hoa Kỳ, tại Thượng viện và Hạ viện bang Minnesota. Tại Việt Nam, có 3 dân tộc thuộc ngữ hệ Miêu Dao, trong đó người Hơ Mông và người Dao chiếm đa số. Họ sống chủ yếu tại khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Đầu những năm 1990, người Hơ Mông bắt đầu di cư mạnh vào Tây Nguyên, tập trung đông nhất ở Đắk Lắk và Đắk Nông, với khoảng 45.000 người. Một số người Hơ Mông nổi tiếng tại Đông Dương trong thế kỷ 20 có thể kể đến. Vàng Pao, tướng quân đội Hoàng gia Lào, chỉ huy lực lượng bí mật của CIA. Công Lê, đại úy quân đội Hoàng gia Lào, người tiến hành cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính phủ Hoàng gia Lào năm 1960. Vừa A Dính, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam thời chống Pháp. Tên gọi của ngữ tộc Tạng Miến cũng cho thấy nguồn gốc của họ xuất phát từ Bắc Miến Điện và Tây Tạng. Ngữ tộc này phân bố rộng rãi ở Đông Nam Á lục địa, Nam Trung Quốc và sang tận Đông Bắc Ấn Độ với nhiều sắc tộc. Một trong những dân tộc thành công nhất là người Miến, những người đã lập nên quốc gia Myanmar. Người nói ngữ tộc Tạng Miến tại Việt Nam thuộc nhóm ngôn ngữ Lolo, Miến, ước tính có gần chục triệu người sử dụng tại châu Á. Dân tộc Lolo có chưa đến 5.000 người sống tại Việt Nam, nhưng họ là sắc dân lớn, lên tới gần 10 triệu người, phần lớn cư trú ở Tây Nam Trung Quốc, dưới tên gọi là dân tộc Di. Người Di đã có mặt từ hàng ngàn năm trước tại khu vực này. Họ là thế lực biên cương hùng hậu, thường xuyên gây áp lực với triều đình người Hán. Họ cũng là một bộ phận tạo nên Vương quốc Nam Chiếu và Đại Lý trong khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 13. Người Di không ngừng nỗ lực chống lại các chính sách đồng hóa thời Minh và Thanh, nhưng cuối cùng lãnh thổ truyền thống của họ cũng dần bị sáp nhập vào Trung Hoa. Các dân tộc Hà Nhì, La Hủ, Phù Lá được cho là các phân nhánh của Lolo, tức người Di. Theo lời truyền miệng của người Hà Nhì, thì họ cũng có nguồn gốc từ dân tộc Di, tách khỏi nhau thành sắc tộc riêng biệt khoảng 50 đời về trước. Tại Việt Nam, nhóm ngôn ngữ Tạng Miến có 6 dân tộc với hơn 58.000 người, trong đó dân tộc Hà Nhì chiếm gần 50% với 25.500 người. Hai sắc dân đông đảo tiếp theo trong nhóm này là La Hủ và Phù Lá với hơn 12.000 người mỗi dân tộc. Địa bàn cư trú chủ yếu của nhóm ngữ tộc Tạng Miến là ở Lai Châu, các tỉnh có dân số đáng kể khác là Lào Cai và Điện Biên. Khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Nguyên, người Hán bắt đầu ồ ạt tràn xuống phương Nam, xâm lấn vùng đất Bách Việt của các sắc tộc khác. Từ khi nhà Hán sụp đổ, các bộ lạc du mục phía Bắc liên tục gây ra bất ổn chính trị, khiến cơ cấu dân cư Trung Hoa thay đổi mạnh mẽ. Đặc biệt, sự kiện loạn An Sử giữa thế kỷ thứ 8, thời Đường, dẫn đến việc tăng 75% dân số vùng Quảng Đông. Thời gian Mông Cổ xâm lược Trung Hoa cũng tạo ra làn sóng lớn người Hán di cư về phía Nam. Rốt cục, vùng đất Hoa Nam vốn thuộc Bách Việt đã bị Hán hóa hoàn toàn và trở thành một bộ phận không thể tách rời của Trung Hoa. Nhưng ở lãnh thổ người Việt Mường thì khác, dù dân số khá khiêm tốn so với người Hán. Vào năm thứ nhất Công Nguyên, dựa trên thư tịch nhà Hán, cùng ước tính hiện đại, Trung Hoa có dân số từ 60 đến 65 triệu người, đa số là người Hán. Đó là một con số khổng lồ nếu so với quận Giao Chỉ cùng thời điểm, vốn chỉ có 92.000 hộ với gần 750.000 dân. Nếu cộng cả Giao Chỉ và Cửu Chân, cũng chưa đến 1 triệu dân. Hoạt động của người Hán ở Bắc Bộ trong thời kỳ này cho thấy quá trình Việt hóa đối với người Hán mạnh mẽ hơn sự Hán hóa đối với người Việt. Nghĩa là người Hán đã dần hòa tan vào xã hội phương Nam.
Thời kỳ độc lập tự chủ, vẫn có những vua chúa Đại Việt xuất thân nguồn gốc lâu đời từ Trung Hoa, song khó có thể phân định rạch ròi sắc tộc của họ. Cộng đồng người Hoa chỉ thực sự phát triển trong làn sóng di cư lớn diễn ra từ giữa thế kỷ 17 khi nhà Minh sụp đổ. Những người Hán mang tư tưởng phản Thanh phục Minh, rong buồm chạy nạn xuống phương Nam, chủ yếu cập bến Đàng Trong. Phụ nữ Việt kết đôi với những người tị nạn gốc Hán này vì hầu hết họ là quân nhân và còn độc thân. Thế hệ con cháu của họ được gọi là người Minh Hương. Cái tên gọi khẳng định một cách dứt khoát rằng họ không thuộc về Trung Hoa của nhà Thanh, họ chỉ là con dân cũ của Minh Triều đã mất. Dưới sự cho phép của chú Nguyễn, một số người Hoa đã góp công lao to lớn trong việc mở rộng lãnh thổ Đàng Trong xuống phía Nam. Với Trần Thượng Xuyên, khai khẩn vùng đất Biên Hòa, Dương Ngạn Địch phát triển vùng Mỹ Tho và Mạc Cửu khai phá, hình thành nên vùng đất Hà Tiên. Người Hoa quan hệ chặt chẽ và cực kỳ trung thành với chú Nguyễn. Đó cũng là nguyên nhân khiến hàng ngàn người Hoa bị thảm sát bởi quân Tây Sơn vào cuối thế kỷ 18. Khi nhà Nguyễn thành lập, người Minh Hương nhận được nhiều ưu đãi về thuế khóa và còn được triều đình cho thành lập 7 đại bang tự trị của người Hoa. Thời Minh Mạng họ được gọi là Minh Nhân, để phân biệt với người Hoa thời nhà Thanh, gọi là Thanh Nhân. Theo dòng thời gian, phần lớn con cháu người Minh Hương dần hòa tan vào xã hội Việt và trở thành người Kinh, và không ai coi họ là người Hoa theo tiêu chuẩn phân loại dân tộc hiện nay. Chẳng hạn, dù nhạc sĩ Trịnh Công Sơn xuất thân từ người Minh Hương, nhưng không ai coi ông là người Hoa. Tuy thế, cộng đồng Hoa Kiều đã không hẳn biến mất. Một bộ phận người Thanh mới đến định cư được nhà Nguyễn nhập chung vào người Minh Hương, khiến các cộng đồng này tiếp tục được duy trì. Các nhà nghiên cứu cho rằng cũng có thể triều đình Nguyễn đã sử dụng cộng đồng Minh Hương như một công cụ mềm dẻo nhằm đồng hóa người Thanh vào xã hội Việt. Người Hoa vẫn đều đặn nhập cư vào Việt Nam trong thời Pháp thuộc và thời Trung Hoa Dân Quốc. Với đầu óc nhanh nhạy về kinh doanh, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, họ đã trở thành một thế lực chi phối phần lớn nền kinh tế miền Nam. Đến năm 1974, người Hoa nắm giữ 100% bán buôn, hơn 50% bán lẻ và 90% xuất nhập khẩu. Hoa Kiều ở Việt Nam Cộng Hòa gần như đạt được độc quyền thương mại và kiểm soát hoàn toàn giá cả thị trường. Những tác động của chiến tranh Việt Nam cùng với quan hệ xấu đi giữa hai nhà nước Việt Trung cuối thập niên 1970 đã khiến hàng chục vạn Hoa Kiều di tản khỏi Việt Nam. Chính sách cải tạo tư sản thời bao cấp cũng tước bỏ phần lớn ưu thế thương mại của họ. Số người gốc Hoa tại Việt Nam đã giảm từ 1,8 triệu năm 75 xuống còn 900.000 vào năm 1989. Ngày nay, theo Tổng điều tra dân số năm 2019, toàn quốc có gần 750.000 người Hoa, trong đó hơn 50% sống tại Sài Gòn. Cùng được phân loại trong nhóm ngôn ngữ Hán, còn có dân tộc Ngái với dân số 1.600 người và dân tộc Sán Dìu với 183.000 người, chủ yếu sống ở các tỉnh Đông Bắc. Cả hai dân tộc này đều sử dụng chữ Hán và nói tiếng Quảng Đông. Theo các học giả, người Ngái vốn là người khách gia đến từ vùng Lưỡng Quảng. Còn dân tộc Sán Dìu, vì họ tự gọi mình là người Sơn Giao, nên thời thuộc địa người Pháp đã xếp họ là một nhánh của dân tộc Giao. Tuy nhiên, ngôn ngữ, phong tục văn hóa và phương thức sản xuất của người Sán Dìu khác xa dân tộc Giao. Người Sán Dìu di cư từ vùng Lưỡng Quảng sang Việt Nam vào những năm 1600, có lẽ họ trốn chạy sau những cuộc nổi dậy chống lại triều đình nhà Minh. Người Hoa nổi tiếng thì quá nhiều không thể kể hết. Ngoài những người Minh Hương mở mang bờ cõi cùng chú Nguyễn như Mạc Cửu, Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên, ta không thể không nhắc tới Võ Trường Toản, một nhà giáo dục nổi tiếng, là thầy của các đại thần nhà Nguyễn. Tên tuổi nhà giáo lỗi lạc này được đặt cho nhiều ngôi trường, từ tiểu học đến đại học. Phan Thanh Giản, một vị đại thần triều Nguyễn. Trịnh Hoài Đức, công thần triều Nguyễn, một trong ba vị gia định tam gia. Châu Văn Tiếp và Võ Tánh, hai danh tướng được phong tặng là gia định tam hùng, những người đã góp công giúp Gia Long thống nhất Sơn Hà. Phan Xích Long, người tự phong mình là hoàng đế và được tôn làm thủ lĩnh một phong trào kháng Pháp mang màu sắc tôn giáo tâm linh cuối thế kỷ 19. Ngày nay, bên cạnh nhiều doanh nhân thành đạt, người gốc Hoa cũng khá nổi tiếng trong giới giải trí, đơn cử như ca sĩ Trường Vũ, Lam Trường, Lương Bích Hữu, ông Cao Thắng, diễn viên Tăng Thanh Hà, Liên Bình Phát, MC Trấn Thành, vân vân. Trên thực tế, ngày nay việc phân loại dân tộc chỉ mang tính tương đối. Mỗi quốc gia sẽ có tiêu chuẩn riêng của mình, họ có thể gộp chung hoặc tách riêng các nhóm sắc tộc tương đồng. Vì lẽ đó, Trung Quốc với 1,4 tỷ dân nhưng cũng chỉ có 55 dân tộc, trong khi các quốc gia nhỏ hơn như Thái Lan lại có 70 dân tộc, Myanmar có 135 dân tộc, đặc biệt Indonesia có tới 300 dân tộc. Và Việt Nam đã xác định cho mình con số là 54.
54 dân tộc anh em có những xuất phát điểm khác nhau, cuối cùng đã hội tụ trên mảnh đất này. Mỗi cộng đồng đều có quá khứ riêng, bi tráng hoặc hào hùng. Họ từng đối đầu với nhau và cũng không ít lần sát cánh bên nhau chống lại ngoại xâm. Họ sẽ tiếp tục duy trì bản sắc của mình, đồng thời góp sức vun đắp và bảo vệ giải đất hình chữ S này, nơi mà tổ tiên họ đã chọn làm quê hương.